Theo đó, Phòng An ninh Xã hội Công an thành phố đã tổ chức thăm tặng quà cho các em học sinh người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đơn vị đã đến trường tiểu học Cờ Đỏ 2 và xã Thế Xuân tặng 600 quyển tập, 60 cặp học cho các em học sinh. Mặc dù giá trị vật chất không nhiều, nhưng tấm lòng của những cán bộ chiến sĩ công an là món quà lớn, khích lệ, động viên tinh thần hiếu học của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Các chú công an đến đây tặng quà cho con rất là vui. Con xin hứa với các chú công an con sẽ học thật giỏi. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường cũng chân thành cảm ơn các anh có cái tấm lòng hảo tâm để mà chăm lo cho các em học sinh nghèo, nhất là những cái em học sinh dân người dân tộc mà có cái nằm ở diện số đó giống nghèo. Thì qua cái phần quà hôm nay thì cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho các em tham gia học tập tốt. Thì ngoài ra thì ban giám hiệu nhà trường cũng có phối hợp với các anh cũng